Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Đây là hai đối thủ mình nghĩ là có vẻ cũng khá là cân kèo nha. Redmi K70 Ultra và IQ Neo GS Pro Plus. Với mức giá nếu mà các bạn về Việt Nam ấy thì quanh quẩn khoảng đâu đó là hơn 10 triệu nha. Thế thì trong video ngày hôm nay, cùng mình so sánh chi tiết giữa Redmi K70 Ultra và IQ Neo GS Pro Plus thì nó hơn nhau cái gì và các bạn nên chọn sản phẩm nào. Vào với nhau. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok, Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đãi cực kỳ hấp dẫn. Bạn nào muốn tham khảo mức giá tại cửa hàng Mobile City thì có thể tham khảo đường link ở phần mô tả nhé. Rồi, quay trở lại về cái phần so sánh ở hai sản phẩm này đi. Chúng ta đến với cái phần đầu tiên là về thiết kế đi. Cái sản phẩm này thì đều là mặt lưng kính các bạn nha. Tuy nhiên với cái sản phẩm IQ Neo GS Pro Plus mình có đấy thì nó sẽ là cái mặt lưng kính, nó không bị bóng. Anh em gọi là nhìn theo hướng này thì nó đỡ bám môi rồi bàn tay hơn nha. Mặt lưng ở trên IQ Neo GS Pro Plus thì chúng ta sẽ có một cái họa tiết nhìn khá là đẹp nha. Trong khi với K70 Ultra tất nhiên vẫn là mặt lưng kính rồi, nhưng mà nó sẽ dễ bám môi rồi bàn tay các bạn nha. Đặc biệt là cái cụm cam này đây. Nó khá là thô, gọi là nếu mà so sánh với IQ Neo GS Pro Plus thì nó thô hơn nhá. Và nó dễ bám môi và dấu bàn tay hơn. Có một cái lợi thế trên K70 Ultra này, đó là nó có cái khung là khung kim loại. Trong khi với Neo GS Pro Plus cái khung nó chỉ là nhựa thôi. Và cái nữa, về cái trải nghiệm cầm nắm ấy, thì mình thấy là cái trọng lượng ở trên K70 Ultra nó có nặng hơn nhá. Và cầm nó được đầm, nó chắc tay hơn. Với IQ Neo GS Pro Plus thì cầm vẫn ok thôi, nhưng mà để tạo cái cảm giác gọi là cầm phê ấy, thì K70 Ultra nó vẫn cho một cái gì đấy nó thích hơn các bạn ạ. Còn đây là về cái cụm cam selfie ở trên hai sản phẩm này nha. Bên tay trái là IQ Neo GS Pro Plus, bên tay phải của mình là K70 Ultra. Nói chung là mình thấy cái con K70 Ultra hay là K70 series nói chung ấy thì cụm cam selfie này nó đều nhỏ hơn so với lại IQ các bạn nha. IQ Neo 9 series. Rồi, về cái viền màn hình. Đây, anh em có thể thấy cái viền màn hình trái phải này. Rồi mình sẽ tăng cái độ sáng nó giống nhau. Hiện tại độ sáng vẫn đang tầm khoảng 60% các bạn nha. Thì các bạn thấy cái viền màn hình ở hai cái con này ấy, nếu các bạn nhìn kỹ ra thì mình thấy cái viền màn hình ở trên con IQ Neo GS Pro Plus nó có vẻ mỏng hơn một xíu nha. Đấy là các bạn đang nhìn theo góc độ là cái viền đen như thế này, nhưng thực tế mình nghĩ là nó sẽ không có khác biệt nhau quá nhiều đâu các bạn ạ. Và rõ ràng với K70 Ultra chúng ta sẽ có hỗ trợ kháng nước IP68, trong khi với IQ Neo GS Pro Plus thì lại không có. Được chưa các bạn? Rồi, đấy là về tổng quan thiết kế nha. Và các bạn có thể nhìn thấy cái màn hình ở trên con này K70 Ultra mặc định như thế này nhá, thì nó sẽ hơi ám vàng nhẹ một chút xíu. Đây là mình đang để gọi là cùng cái độ sáng giống nhau. Còn với IQ Neo GS Pro Plus thì cái màu nó sẽ gọi là nó sáng hơn, nó đỡ bị ám vàng hơn. Đó, nhìn nó trong hơn một tí nhá. Các bạn nhìn nhá, ở bên trên là Redmi K70 Ultra, ở bên dưới là IQ Neo GS Pro Plus. Và độ sáng mình để giống nhau tầm khoảng 90% này. Đây, khá là bất ngờ đúng không các bạn? Cái độ sáng gọi là peak tối đa ở trên K70 Ultra ấy, hãng sản xuất công bố là khoảng 4.500 nit, và độ sáng trung bình tầm khoảng 1.600, trong khi với độ sáng trung bình ở trên IQ Neo GS Pro là khoảng 1.400 nhá, còn độ sáng tối đa không công bố. Anh em thấy sự khác biệt nhiều không? IQ Neo GS Pro Plus nó sáng hơn hẳn luôn. Và về xử lý từ về cái màu sắc đậm đà như kiểu màu đỏ này thì Neo GS Pro Plus nó ngon hơn rất nhiều các bạn nha. Đấy là chất lượng hiển thị thực tế như thế các bạn ạ. Đây mình sẽ nghiêng các góc này để cho anh em xem về chất lượng hiển thị khi mà nghiêng. Đấy. Uầy, Neo GS Pro Plus mà so sánh với K70 Ultra nó khác hoàn toàn các bạn nha. Với K70 Ultra thì trang bị tấm nền là OLED, hỗ trợ tần số quét là 120Hz. Trong khi với IQ Neo GS Pro Plus sử dụng công nghệ LTPO AMOLED các bạn nha. Hỗ trợ biến thiên tần số quét từ 1 lên 144Hz các bạn nha. Đó, màn hình nói chung là ok rồi đấy. Còn về chất lượng âm thanh thì sao? Nói chung là mình thấy, thôi cứ cho anh em nghe đi. Anh em nghe qua một cái bài nhạc nhá. Đầu tiên là K70 Ultra này. Ok. IQ Neo GS Pro Plus. Mình sẽ ghi tua nhanh nhá. K70 Ultra. Đó, IQ Neo GS Pro Plus.
Anh em có thể nghe qua như thế nhá. Còn như mình cảm nhận ý, thì mình thấy là về âm lượng ở trên K70 Ultra nó còn lớn hơn so với IQ Neo Chess Pro Plus các bạn ạ. Và về cái độ zoom ấy, khi mà các bạn bật bao âm lượng như thế này thì hai con này zoom nó cũng khá là giống nhau. Còn về chất âm, âm bass thì trên K70 Ultra nó ok hơn, âm lượng ok hơn các bạn ạ. Về tổng thể chất lượng âm thanh thì K70 Ultra mình thấy là nó có chiếm ưu thế hơn nha. Rồi, đến một yếu tố mà mình nghĩ là cũng rất nhiều bạn quan tâm, đó là về mặt trải nghiệm gaming. Chip trang bị ở trên K70 Ultra là Dimensity 9300 Plus, còn với IQ Neo Chess Pro Plus là Snap 8/3. AnTuTu thì nó cũng gọi là xem nhau thôi. K70 Ultra cùng cái phiên bản V10.0.3 nhá, thì nó cũng rơi vào khoảng đâu đấy là 2.141.000 điểm và 2.042.000 điểm thôi. Còn cái thực tế trải nghiệm gaming ấy, đây là một cái điều mà anh em gọi là cân đối nhá. Đầu tiên là với IQ Neo Chess Pro Plus thì mình thấy là thứ nhất, nhiệt độ trên con này nó có mát hơn so với K70 Ultra, từ về game nặng cho đến game nhẹ các bạn nhá. Ví dụ cái Cinebox Park đi thì mình thấy là cả hai con này đều có thể cân max setting ngon lành nha. Nhưng mà nhiệt độ ở trên K70 Ultra ấy, nó rơi vào khoảng đâu đó là 45 độ C chơi trong khoảng 20 phút. Còn IQ Neo Chess Pro Plus thì nhiệt độ nó có mát hơn tầm khoảng từ 2 đến 3 độ C các bạn ha. Còn với tựa game gọi là nhẹ nhàng hơn kiểu là tốc chiến hay là PUBG đi. PUBG thì mình thấy là với IQ Neo Chess Pro Plus thì nó có thể chơi cái mức đồ họa là mượt và 90 FPS. Còn với K70 Ultra mình rất thích hiện tại thì các bạn có để mức đồ họa là mượt hay là HDR ấy thì cũng chỉ có thể chơi được mức là 60 FPS thôi. Còn với tựa game nhẹ nhàng hơn kiểu tốc chiến hay linh quân ấy thì hai con này đều cân ngon lành nha. Trải nghiệm gaming hai con này nó đúng kiểu là một chí một tái thôi. Còn về Wi-Fi này, chuẩn Wi-Fi nhá, hiện tại hai con này thì nó đều là chuẩn L1 rồi. Anh em xem độ phân giải video, độ phân giải cao thì vô tư. Có một cái ưu điểm gọi là vượt trội ở trên IQ Neo Chess Pro Plus, đó là mặc định nó đã có tiếng Việt các bạn nhá. Trong khi với K70 Ultra thì đây, các bạn có dùng thì sẽ có dùng tiếng Trung hoặc là tiếng Anh. Tiếng Anh thì nếu các bạn sử dụng tiếng Việt ý, một là các bạn có thể cài file Việt hóa, hoặc cách thứ hai là unlock. Hiện tại unlock thì mình nghĩ là chi phí cũng rất là cao thôi. Theo như thông tin mình mới nhận được từ thằng em mình, bảo là unlock trên những sản phẩm chạy Hyper như thế này ý, thì nó rơi vào khoảng đâu đó là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Tức là cái chi phí unlock hiện tại, thời điểm thì mình đang quay video nhá, là nó có cao hơn rồi các bạn ạ. Và về cái trải nghiệm vô trạng, anh em thể xem animation nha. Đó, anh em thấy sao? Đây, đó, đấy là về vô trạng ở trên con này nha. Mình thấy là IQ thì nó vẫn có một cái gì đấy hơi mượt hơn một xíu, nhưng tổng thể thì với K70 Ultra thì trải nghiệm vẫn khá ok về cái vô trạng các bạn nhá. Còn về thông báo ở trên K70 Ultra hay là IQ Neo Chess Pro Plus thì mình thấy là nó cũng khá ổn nha. Miễn sao các bạn bật có full quyền lên thì thông báo cũng được tầm khoảng 85-90% rồi nha. Tất nhiên sản phẩm sách tay như thế này thì các bạn sẽ không thể nào tránh khỏi cái vấn đề liên quan đến bị miss thông báo ở một vài trường hợp đâu. Nhưng các bạn nhớ nha, bật full quyền lên cho mình. Rồi, đến camera. Hiện tại thì nói chung là với K70 Ultra là nó đứng chung mâm với lại IQ Neo Chess Pro Plus các bạn. Bởi vì sao? Cam trước hai cái con này chỉ có thể quay với độ phân giải tối đa là Full HD và 30 FPS thôi. Còn với cam sau của chúng ta đây, đây nha, mình sẽ cho anh em xem. Hiện tại với IQ Neo Chess Pro Plus thì có thể quay với độ phân giải tối đa là 8K và 30 FPS. Từ từ mình sẽ chuyển cam sau của K70 Ultra nhá. K70 Ultra cũng tương tự như thế các bạn ạ. Đó, đến với một vài cái tấm ảnh thực tế mà mình có chụp đi. Cam chính ở trên IQ Neo Chess Pro Plus sử dụng cảm ứng của Sony là IMX921, còn với K70 Ultra là IMX906 các bạn nhé. Tuy nhiên là về cái chất ảnh này thì mình thấy là với cái con K70 Ultra ấy thì nó vẫn sẽ ám vàng khá là nhiều. Còn IQ Neo Chess Pro Plus thì mình thấy là nó sẽ sát thực tế hơn nhá. K70 Ultra mình thấy là cái khu vực màu trắng ấy thì nó sẽ chuyển sang hơi tím nhẹ một xíu nha các bạn. Chi tiết ở trên K70 Ultra mình thấy nó có ngon hơn so với IQ Neo Chess Pro Plus các bạn ạ. Đặc biệt các bạn thấy cái khu vực tay này thì K70 Ultra lấy cái nét khá là tốt nha. Trong khi Neo 9S Pro Plus thì mình thấy là nó bị nhòe khá là nhiều nha. Chuyển sang zoom HD này thì mình thấy cái màu sắc ở trên con IQ ấy thì nó có đậm hơn so với K70 Ultra. Và các bạn lưu ý này, nếu mà có chụp HD ở trên con K70 Ultra ấy, thì các bạn thực sự phải vững tay nha. Nếu bị zoom nhẹ một tí là ảnh nó sẽ bị nhòe ngay. Và rõ ràng với một cái tấm ảnh như thế này thì IQ Neo Chess Pro Plus nó chiếm ưu điểm ngon hơn nha, từ về chi tiết đến màu sắc. Và đây, mình cũng có chụp thử gọi là chụp người da mặt của mình nhá. Đây là chụp cam thường này, không có phơ chất gì cả nha. Thì đây, màu da ở trên IQ nhìn nó sáng hơn, nó không bị tối giống như gọi là Redmi K70 Ultra. Màu sắc kéo mình chụp ý thì nó đều bị sai lệch so với thực tế các bạn nhá. Nhưng mà tổng thể chi tiết thì mình thấy là về cái chất lượng chụp ảnh ở trên con IQ Neo Chess Pro với cái chụp người trên này thì mình sẽ thích hơn nha.
Đây là ảnh trụ Uchaguay này. Zoom hay ở trên K70 cho mình thấy là cái da thì nó có được cà mịn hơn một tí, nhưng mà nhìn nó trông rất thiếu sức sống nhá. IQ thì mình thấy là nó màu mè cái thứ nịnh hơn một tí. Đấy, nịnh hơn, nó sát thực tế hơn. Nhưng mà lại da của mình thì cũng không được gọi là đẹp cho lắm. Test thử cam portrait chụp người ở trên hai con này thì mình thấy là cái con K70 Ultra ấy, thì da vẫn như cũ nhưng mà chi tiết sẽ không quá ngon nha. Còn IQ Neo 9S Pro Plus này thì mình thấy chi tiết khá ok nha. Tức là cái sharpen nó hiện lên thì nó nhìn nó sẽ không được thực sự ưng mắt để các bạn lên mạng xã hội thôi. Chi tiết nhưng mà nó vẫn ok hơn nhá. Chụp cam portrait như thế này thì mình thấy cái con IQ Neo 9S Pro Plus nó lấy chủ thể khá tốt nha. Ở cái viền ven áo ấy thì mình thấy là nó cắt khá là mịn và cái màu da ở trên IQ nó cũng ổn hơn nhá. Về cái độ chi tiết ấy thì IQ hiện tại với cái chụp portrait thì IQ nó đang nhỉnh hơn các bạn. Con K70 Ultra thì đấy, nó vẫn sẽ hơi tối nhẹ một chút xíu. Khi mà mình có chụp cam portrait cam trước nhá, thì mình thấy con K70 Ultra nó lấy xóa phông khá là ổn. Còn với IQ thì mình thấy là thứ nhất là góc chụp nó sẽ hẹp hơn, cái thứ hai xóa phông nó sẽ không được ngon như là K70 Ultra đâu. Còn khi chụp ngoài trời mình thấy IQ Neo 9S Pro Plus nó xử lý HDR ok hơn nha. Ở vùng sáng vùng tối nó cũng gọi là phân biệt rõ ràng hơn một tí. Chụp ảnh trong điều kiện môi trường thiếu sáng, nếu như các bạn chụp với cái chế độ là bật night mode nhá, thì cái màu ở trên con K70 Ultra ấy, mình thấy là nó vẫn bị ám tím nhiều quá. Còn với IQ Neo 9S Pro Plus thì nó sẽ bớt ám tím hơn. Về chất lượng ảnh trong điều kiện môi trường như thế này thì mình thấy hai con nó cũng khá là giống nhau nha. Còn đây là mình bật chụp ảnh trong chế độ thường này, thì cái phơi sáng ở trên con K70 Ultra ấy, mình thấy là nó lâu hơn so với IQ nha. Và đấy, vẫn là một cái chi tiết mình thấy là một máy ám tím, một máy cũng bớt ám tím hơn. Đây là mình chụp ảnh trong điều kiện môi trường rất thiếu sáng, gần như là không có tia ánh sáng nào lọt vào đâu các bạn. Đây là video quay cam sau độ phân giải Full HD và 60fps ở trên K70 Ultra và IQ Neo 9S Pro quay trong nhà các bạn nha. Các bạn có thể thấy về cái màu sắc, để xem nào. Về cái màu nhá thì mình thấy là cái con IQ Neo 9S Pro Plus nó có sáng hơn. Về cái phần HDR này, lên vùi khu vực trời xem nào. Ok đấy. Mình sẽ test thử tốc độ bắt nét nhé. Ok, rồi. IQ Neo 9S Pro Plus thì bắt nét có vẻ khu vực nhanh bằng K70 Ultra của bạn à. Để test thử lại. Đây. Video quay cam trước ở trên Redmi K70 Ultra và IQ Neo 9S Pro Plus các bạn nha. Cái thật hay con này thì chỉ được quay cam trước với độ phân giải là Full HD và 30fps thôi. Nhưng mà theo trong ảnh nhá, thì mình thấy là cái góc ở trên cái con K70 Ultra ấy, nó có rộng hơn. Nó có rộng hơn so với lại cái con IQ Neo 9S Pro các bạn nha. Và cái da mặt này thì mình thấy K70 Ultra nó cũng mịn hơn. Đây, đấy, em thấy không? Xử lý màu mè các thứ và để up lên mạng xã hội các thứ ấy thì K70 Ultra ok hơn nhá. Còn Neo 9S Pro Plus thì cái da mặt mình như thế nào thì nó hiển thị đúng như thế luôn. Đây là mình bật auto đấy. Dung lượng pin ở trên cái sản phẩm này cũng khá là giống nhau, đều là 5.500 và đi kèm với cái công suất sạc là 120W các bạn nha. Nói chung mỗi sản phẩm thì nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm khác nhau. Thì nếu là các bạn nhé thì các bạn sẽ lựa chọn K70 Ultra hay là IQ Neo 9S Pro Plus, đừng quên để comment dưới nha. Và mức giá tham khảo cái sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.